đầu từ đây là ha, đi vào ha, đánh dấu đi vào ống dẫn chính ha, ống dẫn lớn rồi chia ra tận cùng của nó là gì, tiểu thùy ha, tiểu thùy ống sữa. Đây cũng là thường, đây là tế bào biểu mô của ống dẫn ha, biểu mô lớn. Đặc biệt ở đây chúng ta thấy ung thư thường xảy ra ở trong ống ví dụ này, thường xảy ra chủ yếu là ống tuyến nha, ung thư xảy ra ở ống tuyến. Ở đây là tế bào biểu mô trụ nha, rồi những ống okay. Ở trong tế bào này chúng ta có hai dạng, hai loại nha, tế bào biểu mô có ví dụ có hai loại, nó là tế bào, nó là tế bào cơ biểu mô và tế bào biểu mô. Đây là hình ảnh vi thể, đây là hình ảnh cái ống lớn nãy mình cắt ngang, đây là ống dẫn chính, ống dẫn chính là à, cái ống này nè do mình cắt ngang, đây là tiểu thùy. Đây đơn vị tiểu thùy, đây là tiểu thùy, đây là từng tiểu thùy, từng tiểu thùy tấn công luôn. Đây là vô tới cuối cùng, đây là tiểu thùy. Ở đây tế bào biểu mô này ha, tế bào cũng là hai lớp tế bào, và ở đây chúng ta thấy đây là đơn vị tiểu thùy, một đơn vị tiểu thùy có thể có từ 10 đến 15 ống ví dụ ha, và cái mô trắng trắng đây là mô đệm ha, mô sợi nêm. Ở đây chúng ta học thì tôi chú ý chủ yếu là nó xảy ra ở đây ha. Nè, dạ ông tiếp rồi. Ở đây chúng ta thấy một cái nhân nang ví dụ, bộ nang ví dụ đây là lòng an. Rồi ở đây hàng tế bào đầu tiên ở rìa hết bảo vệ trong ví dụ này là tế bào biểu mô, bào cơ biểu mô, đây là tế bào cơ biểu mô ha, ở rìa ngoài, và tế bào biểu mô là nằm hàng trong. Ở đây chân này là nó nang ví dụ bình thường thì cũng là bình thường đó, nhưng mà nó có hiện tượng tăng sản tế bào ở đây rồi. Bình thường nó chỉ có hai hàng tế bào thôi, một là tế bào cơ biểu mô à, là nó nằm rìa, nằm theo dãy dọc ở đây bảo vệ cái cấu ống tuyến này à, và cái tế bào thứ hai là tế bào biểu mô, chứ không có đoạn đây nó rất là nhiều hàng tế bào, nó có hiện tượng tăng sản rồi, giai đoạn thì giai đoạn kế tiếp à, thấy có những tế bào kế tiếp giống là ở thời kỳ tiết sữa rồi đó, tế bào tăng sản. Chị nhớ ha, trong nam ví dụ nó thường thường nó tồn tại luôn luôn tồn tại song song hai lần, tế bào bông là tế bào đậm đen là tế bào cơ nằm ở rìa ngoài dạng cơ biểu mô, tế bào cơ biểu mô hay tế bào cơ thượng mô, thượng mô biểu mô là một này. Rồi ở đây là biểu mô, ở trong là biểu mô này, hình này giống kia thôi nha, mở rồi tới các ống dẫn ở đây nha, các ống các cái đơn vị tiểu thùy giãn rộng trong thực hiện cho con bú thì nữa, và sau khi con bú hết kinh nó sẽ teo trở nhỏ lại. Đây đây là những con những ống dẫn do mặt cắt của mình ta mình sẽ thấy nha. À, đây là những sản của cái tiểu thùy ở phía dưới, đây mình bị tiểu thùy ở phía dưới, đây là những cái nang tuyến, đây là tế bào cơ biểu mô, đây là biểu biểu mô. Rồi tuyến dưới trong thời kỳ tiết sữa, đây là dịch ha, dịch sữa đây nha, đây là tế bào đậm cơ biểu mô và biểu mô nè, nó lúc nào cũng tồn tại hai loại tế bào cơ biểu mô nè trong ống. Tại vì con bú thì cái ống tuyến này nó giãn rộng nè, nó chèn. Đây là thời kỳ sau khi mà đã kinh nè, hoặc là già thì ống ví dụ nè, ống ví dụ ống một số mắt đi xuống nó teo nhỏ lại nè. Và ở đây mô điểm ở thời trẻ nội tiết tố thì ở đây là mô điểm niên, đó là mô sữa non phát triển từ theo từng thời kỳ, ở đây bắt đầu nó không còn nội tiết nữa, già quá ha, teo đét lại mô sơ trưởng thành lúc.
À, đây là những đường đi của đây là những tuyến chiếu phổ, đây là những cái nhưng mà những cái dị tật bẩm sinh thừa rồi. Đây là vị đại thí chú ha, vị đại thí chú một bên và vị đại hai bên. Thì vị đại tứ vô một hoặc là hai vú thì bất cứ lúc nào có thể là do đó là một chút tốt trước tuổi dậy thì vị đại nó xảy ra ở hai bên, thường do một số u nó có khả năng chết tiết estrogen nhiều, u tế bào hàng ở buồng trứng hoặc là giỏ bây giờ cái ảnh hưởng của nội tiết tố. Đây nữ quá tứ vú anh nam đừng không thì có thể xảy ra bất kỳ ở lứa tuổi nào một hoặc là cả hai vú thì do cái tăng sản của biểu mô liên kết của ống dẫn và có thể là dùng nội tiết ha, do sử dụng là estrogen tổng hợp hoặc là trường hợp sơ gan của trứng u mà nó ức chế estrogen đây nè, đây là khối u cắt ra, đây là ống kiến, đây là mô đều sợi ở vú anh nam rất là ít âm tiếng. Thường thường ở vú này ta phải thường xuyên ở vú ta nói phải đặt câu hỏi u này u lành hay là u ác, có khi nào nhầm lẫn giữa lành nhá hay không, tổn thương lành nào có thể mà biến thành ung thư. Để trả lời ba câu hình liên tiếp ba bạn vú, nghĩa là đầu tiên có thể là viêm hay là một cái do nội tiết thay đổi sự bọc hay là u lành hay là ung thư ha. Thì qua nhiều nghiên cứu ta thấy là ha, thì cái thay đổi thời bọc nó chiếm 40% nha, ung thư chiếm 10%, u sợi tiến 70%, không bệnh là chỉ có 30% thôi. Rồi trong bệnh viêm vú thì nó có ba bốn loại viêm nó dẫn đến áp xe hay hoặc là viêm vú tương bào cấp được chuyển lỗ người thành nên mãn tính ha, hay là một cái chấn thương và tử mỡ ha, và tử mỡ đây là hình ảnh của một cái viêm do tạo áp xe sưng nóng đỏ đau rõ ha, tùy căng bóng đây bóng là muốn bể ở bể là đại thể viêm tuyến vú cấp tính và áp xe vú thì nó thường xảy ra ở trong thời kỳ hậu sản ha, hoặc là nó chủ yếu là do tụ cầu vàng gây ra có thể sưng nóng đỏ đau căng đỏ như thể ở đây cấp thì không chẳng khác nào ngoài chất hoại tử ngoài bạch cầu đại nhân tính kèm sưng bước sưng và ở bất kỳ nơi đâu chúng ta nói là viêm cấp tính nhưng mà cái viêm đầu tiên của chúng ta đó đã nói được cấp thì phải có gì phù nề đúng không, phù nề thì đó là hiện tượng đầu tiên mình thấy đó là phù hai xuất huyết đó thâm nhập bạch cầu rồi ba dùng hoại tử đó ha, sát bạch cầu đó lại bào đặc biệt là bạch cầu đã nhân dung dịch ha, nói rõ đây là cái hình ảnh của một ổ áp xe, ổ áp xe những ở trên cái đại thể đây đây chúng ta thấy đây tạo đây là ổ mũi ha, đây là sát bạch cầu mà có tại thực bào ha. Ha. Xung quanh ở người bắt cầu đã nhân dung dịch nhiều mạch máu tương dịch đó cấp cơ ở đây có sao nó có bị tắc không, có phù nề ha, có phù nề ở đây chúng ta không thấy hình ảnh xuất huyết ha, rồi một viêm giáp vú tương bào
À, thì thứ nhất là nó giãn ống sữa và thứ nhất nó sẽ tiết dịch ở trong vú. À, như này ta sẽ lấy cái làm, ta sẽ phớt dịch này à, tới tế bào, tôi đem đi xét nghiệm thì có tế bào ung thư hay không. Nhưng cái vú tương bào thì tất nhiên là tình căng là 50% là hậu sản khó khăn, à, sưng đau căng ít nhưng mà nó tiết dịch ở trong vú hiếm gặp nhưng mà nó có thể nhầm với ung thư, à, cho nên là ta lấy dịch tiết trong vú đó và xét nghiệm tế bào. À, phương pháp nhuộm chúng ta là nhuộm tế bào thì nó là nhuộm 33 microgram, à, còn nhuộm của cái mô bệnh học thì đó là nhuộm theo phương pháp HR, hematoxylin và eosin. Đây là viêm giữa, viêm yếu, đây tế bào, có nhiều tế bào, đây. Cấu trúc, đây dạng hạt, nó rất là giống giống như chỗ nặng lao. Ha, thấy hình ảnh giống như màu ổ tạo ổ sáng sáng ha, giống như gỗ trong cái viêm lao. Đây, trong trường hợp viêm tuyến vú mãn tính thì thường là tức là viêm dạng hạt và nó là biểu hiện của một số trong các loại viêm toàn thân, cũng thể dưới dạng là mô hạt viêm và phản ứng với vật lạ. Đây là một mô viêm tuyến vú dạng hạt. Xâm nhiễm nhiều tế bào viêm, chủ yếu là tế bào đây nha, gồm có những đại thực bào, à, đây những con đại thực bào. Viêm vú do nấm, vú do nấm. Rồi đây là một hình ảnh của một cái viêm lao tuyến vú, à, đây cấu trúc của một lao, có gì? Có hoại tử, có tế bào sáng, tế bào dạng biểu mô và có đại bào lao ha, nó đủ ba thành phần viêm lao ở dưới. Đây cũng vậy, cũng to luôn. Đại bào, đây là những tế bào dạng biểu mô, đây là những tế bào những mà ổ hoại tử. Viêm vú mạn do bơm silicon ha, đây, silicon. Này, đây những tế bào viêm mà đây, chính giữa là những cái silicon, do silicon. Đây là đại bào, nó ăn hết silicon này, đây là con đại bào. Đại bào đây không phải là đại bào lăng hăng, mà đại bào đây là đại bào Wheeler, đại bào trong cái viêm không đặc hiệu. Đại bào chuyên viêm mà ở viêm tư, đây là hoại tử mở sau một chấn thương ở ngực ha, ở một vú và có kích thước lớn thì vi thể hình ảnh của nó là mô mỡ, nó viêm mô mỡ cấp tính, nó kèm theo những ổ hoại tử mở, ổ hoại tử mở này. Bình thường không có những tế bào viêm đây ha, đây nó xuất tiếp nó có những tế bào viêm ha, và nó có những cái đại bào ha, và có những tế bào nó bị đứt đoạn, đứt đoạn do nó hoại tử. Này, mô mỡ hoại tử. Một sữa. Đây, cái màng tạo bọc. Một sữa. Thì thay đổi cơ sở học từ sáng mình muốn nói rồi, nó là một cái u giả, không tình hình của nó là do ảnh hưởng của cái estrogen hay là testosterone, nó bị mất quân bình của nó thường gặp là ở người ở giai đoạn là tiền mãn kinh, giai đoạn tiền mãn kinh và là những người có thần kinh yếu thì sẽ hay bị sốc chắc. Tổn thương thường thấy nhất là ở những phụ nữ tuổi mãn kinh, thường hay nó đau theo cái chu kỳ kinh và nó có nhiều ổ dạng bọc đặt, à, một hoặc cả hai bên, nó không dính da và nó không có keo kéo nóng dưới, à, thì nó ở cái nang nào tuyến nào thì nó ở đó, nó không có nó không có hiện tượng là
dày dính hay là co kéo. Nếu có dày dính co kéo thì nó là từ. Trải qua các ở cái tuổi tiền mới sinh trải qua các cái chu kỳ sinh ha, thì dễ thường cứ lặp đi lặp lại nên là tốt mô kiến vú, nó dẫn đến tình trạng là và các ống dẫn nó tạo thành một cái bọc ha. Thì lúc này chúng ta khám lâm sàng chúng ta sẽ thấy trong cái thay đổi rộng nó nhiều cục hoặc là nó là thành cái mảng, nó thành cái mảng ha. Nó sờ thì nó thành một cái mảng di động, nó tạo thành một cái mảng chứ nó không có rõ ràng, nó không có gió bao, nó không giống như là của cái trong cái bút sạch tím. Bút sạch tím thì nó có gió bao rõ ràng, dễ chờ dễ nắng dễ nắm nè. Cho nên là trong cái mối quan hệ giữa mà cái thay đổi sợi bọc vú với cái ung thư nó có mối quan hệ mà chút xíu nữa chúng ta sẽ nói tới. Triệu chứng của nó thì nó đau là nó có cái tổn thương như là giãn mảng hoặc là giãn cụt và nó có thể có chảy dịch tiết dịch ở đến vú và các triệu chứng như là khác nó kèm theo, có thể nó kèm theo như ảnh hưởng nội tiết trên gan, nó có thể có nó lọc kinh nguyệt, đau bụng, đau lưng. Này đây là những đại thể của mình, cái bọc quá bọc tổn thương thì cái bọc này thì cắt ra cái hình ảnh vi thể nó cũng là chỉ có hai lớp loại tế bào thôi nha. Nó là tế bào biểu mô và cơ biểu mô, kèm theo có cái phần chi tiết cho nó. Tổn thương đa dạng thì do kết hợp giữa các tổn thương, có thể là trong đó nó có thể tăng sản tế bào biểu mô, có thể tạo nang hay là nó quá sợi. Thứ ba cái bệnh này trường hợp quá sợi của vú thì nó gây đau vú, tăng sản tuyến lành tính, lúc này mình cần phải theo dõi kỹ. Còn cái bọc lành tính là nó thường gặp nhất. Quá sợi của vú thì gây đau thì nó xảy ra ở tuổi 30-35, dạng đơn thuần và hiếm gặp, thường là phối hợp với dạng nang. Vị trí của nó thường gặp của nó là ở 1/4 trên ngoài vú và nó đau nhẹ sau mỗi cư dinh. Dạng mảng hay là khối đặc từ dài như mét đến dài cm. Quá sợi của vú. Đây, nãy chúng ta thấy một đơn vị tử tì nó gồm có 10, 15, 20 ống gì đó trên nền mô đề. Thì những cái ống tí vú này hiện nay nó quá sợ. Thì nó có hình tăng sản tế bào. Bình thường có hai tế bào biểu mô. Một là cơ biểu mô, hai là biểu mô. Thì ở đây nó có thể tăng lên nhiều lớp tế bào. Biểu mô là chủ yếu. Và lòng nó giãn rộng và chứa dịch, tên là quá bọc. Thường gặp nhất và dễ điều trị rõ nang thường mỏng, dạng một hoặc là nhiều khối tròn hay là bầu dục, chứa dịch thường có màu vàng. Này. Bọc tăng sản ống tuyến vú thì dạng mảng hay là dạng khối đặc, thường là giới hạn thì nó không rõ và tính chất nó thay đổi theo đường kinh, thì dạng này nó phức tạp cần theo dõi kỹ chắc hơn là mô vú ở xung quanh. Thì trong ba dạng thì cái dạng tăng sản ống dạng này cần phải theo dõi kỹ để phân biệt bỏ sót. Và công thường tăng sản ống tuyến vú thì có ống tuyến vú điển hình thì mình đã thấy rõ là ở đây chúng ta sẽ có tế bào biểu mô, đây là những sợi collagen, cơ biểu mô nằm ngoài và tế bào, một hàng tế bào nó lên 3-4 hàng tế bào như đây 1-2-3-4 có thể 5 hàng tế bào. Đây là hiện tượng tăng sản.
Điển hình như thế nào gọi là điển hình? Tức như là nó còn nằm ở trong cấu trúc đó, nằm ở nó còn tồn tại hai loại tế bào, mặc dù tế bào biểu mô nó tăng sản nhưng tế bào cơ biểu mô nó vẫn vẫn còn à, để bảo vệ. Đây không điển hình, ở đây không điển hình ha. Đây là một cũng nằm trong cái tiểu thị ổn thí dụ nhưng ở đây không điển hình, lý do tại sao không điển hình? Ở đây nhân nó còn nhỏ, nhân nó chưa có thay đổi, nhân nó chưa có biến đổi, trong cái trường hợp tăng sản không điển hình, gần như là tôi nghĩ đã nó không điển hình, gần như là nó phức tạp rồi đó, gần như nó là ung thư đó ha. Mình hiểu nó là như vậy, và thì mình thấy ở đây tính nhân, nhân thay đổi, nhân nó tăng kích thước, nhân nó tăng sắc lên ha, và nó tràn ngập trong lòng ống tiến ha. Nó ngập đầy thì cuối cùng nó sao, nó cứ tăng sản mãi 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 thì cái đầy bích thì lúc đầu nó phải dở trận, nó dở ngược ra. Lúc này chúng ta còn thấy được tế bào cơ biểu mô nữa không ha, là chỉ còn thấy lại một duy nhất một tế bào biểu mô cho nên trong trường hợp chọc hút tế bào bằng kim nhỏ, chọc ở u vú mà chúng ta xác định trên cái lam không được, không thấy được tế bào cơ biểu mô, tế bào đậm, tế bào đen. Có trường nó là còn trong cái ung thư tại chỗ ha, trong mũi dạng này tăng sản không được rồi, chưa loại trừ ung thư ha. Khi mà tế bào này nhân tăng sắc này nó trồi lên, nó tăng thẳng lên không phải bình thường, nhiều lên ha, và nó đầy cái lòng ống này thì buộc nó ra, nó phải tràn tràn ra ngoài. Lúc này tràn ra ngoài thì vị trí ưu thế nó chủ yếu là nhân tăng sắc của cơ của tế bào biểu mô ha, tế bào ác tính, mình nhân chúng ta không có nhìn được cái đám của cơ biểu mô nữa. Nó chính vì vậy thì trong cái tăng sản ống thư vú này nó có cái mối quan hệ giữa cái ung thư vú như thế nào, mối quan hệ giữa ung thư vú và thay đổi sự bọc của nó có liên quan như thế nào. Chỉ có một tỷ lệ rất nhỏ và có nguy cơ tăng cao ở những bệnh nhân tức là có độ tuổi, tiền căn gia đình có người bị ung thư vú và các yếu tố liên quan đến vấn đề đến sinh sản. Đây là mối liên hệ, đây là bệnh bào có liên hệ ung thư không? Đường nó nói này, có rất rất là ít, rất và đây như vậy, riêng trong trường hợp tăng sản ung thư vú thì có chiều hướng ác tính, cho nên khi có hiện tượng tăng sản mình xem đây tăng sản này phức tạp hay tăng sản điển hình, điển hình hay là không điển hình ha, không điển hình thì chuyển, không điển hình phức tạp thì nó chuyển qua đây ha, thì nghĩ theo dõi kỹ hơn. Rồi những đề ưu dũng giờ ưu dạng này, ưu dạng đặc hay là dạng bọc ha, một khối hay là nhiều khối, nếu mà dạng đặc mà một khối thì nó là u sợi tím ha, nhiều khối thì nó là coi như nó là thay đổi sơ bọc, cũng có thể dạng đặc một khối có thể là ung thư và nhiều khối cũng có thể là u sợi tím, ha, viêm hay là hoại tử mỡ. Bọc thì nó là có thể là u nhú, à, có thể là thay đổi sợi bọc, nó là bọc sữa hay là một cái dịch thể, à, một dịch rồi nó u thì u lành hay là u ác, giờ u lành vú thì chúng ta sẽ nói đến u sực tiến, u nhú trong ống sữa hay là bú dịch thể, à, hay là một cái u sực tiến của u tiến của nấm. Rồi ở đây chúng ta thấy một cái u à, ở dưới cắt ra mà cắt ở đây mình thấy có vỏ bao, vỏ bao rõ à, và chúng ta thấy mà cắt ở đây sao nó phồng lên, nó nhô lên chắc chắn về mặt đại thể, đây là một cái u lành tính, một cắt phồng à, thì nó là một cái u sợi tím có vỏ bao rõ ràng. Rồi còn là u sợi tím, u sợi tuyến quanh ống, u sợi tuyến trong ống hay là u tuyến sinh sữa, thường là tuổi dậy thì
dưới 30 tuổi và có rất là nhiều cục, không dính da và di động. Lớn rất là chậm, chịu ảnh hưởng của nội tiết tốt, exercise. Rồi, hình ảnh vi thể của oxy tím thì chúng ta thấy hồi nãy mình thấy từ đầu là nó đơn vị tiểu tiện ví dụ thường là ấp tròn, nó nằm dưới 5, 15 đến 20 ở mô đệm ha. Ở trong mô đệm của nó là những sợi nên đó. Thì trong trường hợp oxy tím thì bệnh lý này nó xảy ra, oxy tím này xảy ra ở đâu, là tăng sản mô sợi, tăng sản mô sợi, tăng sản cái mô đệm mà ở trong cái tử thần mà lúc đầu chúng ta thấy ở trên cái tuyến bình thường, tăng sản cái mô sợi, và chính cái mô sợi nêm này nó tăng sản lên và nó tăng lên và nó chèn ép nha, mô sợi nó là nó tăng cho nó chèn ép những ống tím theo nhiều cái hình dạng khác nhau, ống tím từ tròn có thể ép dạt và kéo dài ha, dài dài kéo dài làm cho thay đổi hình dạng cấu trúc của ống tím, nhưng mà lúc nào nó cũng tồn tại hai loại tế bào biểu mô và cơ biểu mô nằm ngoài, biểu mô nằm ở trong. Đây là mô sợi non, nó ở chất định đêm nó tăng sản lên kèm ép ống tím, nó đặt trong bộ sợi tím. Những chú ý này sau này mình đọc làm cũng có ha. Rồi, u nhiều khói ha, màu khói hay khói rồi có thể có lét da căng bóng ha. To, đây là một u diệp thể nha, u diệp thể, đây là u diệp thể kích thước lớn như nhau, nên chủ yếu tăng tế bào sợi, tăng tế bào sợi, chủ yếu là tế bào sợi. Diệp thể này có ba dạng: diệp thể lành, diệp thể ác hay là diệp thể giáp biên ác, nó có ba dạng. Thì thuộc vào cái mức độ phân bào của tế bào, phân bào bất thường, dựa vào mức độ phân bào bất thường mà để ra tăng ra lành. Nếu trên muốn quan trường kính 10 hay là kính 4 mà người ta tìm hoài không thấy phân bào, nhưng mà chủ yếu là tăng sản mô sợi thôi, thì nó là lành. À, trong trường hợp đặt lên cái kính 10 nó quan sát thấy thỉnh thoảng có dài có phân bào bất thường ha, thì nó là giáp biên. Nhưng mà đặt lên cái là chúng ta thấy trên quan trường có thể 4-5 con phân bào bất thường ha, và tế bào này nó dữ dội, nó phát triển mạnh hơn, nhanh, nó tăng sắc lên. À, nó dày đặc lên nữa, thì nó cho nó là dịch thể ác tính, ác tùy theo chỗ giờ đó mình xem to nhiều thì dạng bọc hoặc là đặc ha, và có làm biến dạng vú và có thể gây loét ở trên da. Mình thấy hình ảnh đã thấy rồi, ba dạng lành, giáp biên ác hay là ác, vi thể gồm có mô đệm nhầy và nhiều tế bào. Đây. Đây là một cái bệnh tiếp theo, đó là cái u nhú trong ống, u nhú trong ống, đó, trong một ống dẫn lớn tạo nhú. Thì thường là u nhú, u đơn độc thường sẽ ra nhất là ở những cái ống dẫn chính, ống dẫn chính là ống dẫn lớn nhất là ống mà từ ở đầu giống đi vô những cái buồng, những cái phòng to đó, nó thường xảy ra ở đó, và tên nó u nhỏ dài mm, thường là ở đầu vú, nó ở đầu vú. Thì vi thể gồm nhiều cấu trúc vú và mỗi vú thì nó đều có được liên kết mạch máu và được phủ ở tế bào thượng mô. Ở đây nói nhú, nhú là các tụ liên kết mạch máu, thì nhú ở đâu cũng vậy, giống như trong trường hợp nãy cái bài ký giáp nhú đã tạo nhú thì luôn có tụ liên kết mạch máu ở ngoài da như vậy, ô nhú da ba bị liên hệ ra thì nó cũng có trục nhú và có trục liên kết mạch máu. Rồi đặc biệt ở vú cũng vậy nha, nhú có trục liên, mỗi nhú thì nó đều có trục liên kết mạch máu và nó được phủ bởi cái tế bào thượng mô, phủ bởi tế bào thượng mô. Đó, trong u lành của hai thì nó có hai loại tế bào trên mỗi một nhú vậy, đó là tế bào gì?
cơ thượng mô và tế bào biểu mô là tế bào cơ biểu mô à. Cơ thượng mô hay là cơ biểu mô đó. Đây là một ống ống lớn mình cắt ngang à, cắt ngang thì mình thấy một cái hình tròn, cắt dọc thì mình thấy được dài, cắt ngang thì đây qua một cái hình ảnh của một cái ô nhú nằm ở trong trong dạng đây toàn bộ với ô nhú. Đây là một ô nhú trong ống đây, người ta đây cắt ngang của một cái ống đây, đây toàn bộ những hình ảnh là ô nhú đây, tạo nhú đây. Mỗi nhú nó đều có trụ rác gì nó nhảy đi đâu tạo nhú từ cái thằng ống. Rồi, ưu tiên của đóng dấu. Ưu tiên thì hiếm gặp, nhưng mà có thì ở người già cũng ở gần đóng dấu và nó có thể lét đóng dấu à, và nó là một dạng ưu tiên mồ hôi à, dạng nhú hiếm gặp à. Rồi sang ung thư tuyến vú, đây là hình ảnh tuyến vú nó bị dị dạng. Nhất chúng ta thấy gì, màu da ở đây nó thay đổi. Thứ hai nữa là cái sự nhăn nhúm, nhăn nhúm đây là u nè, nó dính vào da, nó co rút da kéo tuột nó vú vào trong. Đây là u, đây đây là những hình ảnh mình nhìn mắt thường thấy ác tính.